dựng đứng lên, dựng con nó đứng lên. Rồi mày đứng đi đâu. Mới bắt được con chim các bạn ơi. Chim giờ không biết đặt tên con gì nè. Cái giò, giò dịch mà cái đầu đầu gì đâu không biết con chim gì. Các bạn biết thì các bạn đặt tên giùm coi. Chim gì ngộ quá. Chim. Chim lạ rồi. Chim gì mà cái giò giò dịch. Nó lạ như con chim cánh cụt á. Ừ. Lạ quá à. Ngộ lắm. Đưa, đưa lên mạng đang hỏi con chim gì nè. Đâu mà dựng dựng lên làm như con chim cánh cụt coi. Yeah. Nuôi sống nhưng mà đều ở đó như chim cánh cụt nè. Rồi bỏ vậy. Rồi mày mày khép cái hai cánh này, hai bên giặt giặt cánh làm như con chim cánh cụt dựng dựng ức lên. À, chim cánh cụt nè. Giống không? Giống chim cánh cụt có Bắc Văn Dương không? Đó. Đó là làm đã phú, tôi mới chưa chết. Chứ không chết nữa. Ăn keo học coi. Sao á? Ăn gì cả. Ăn gì hết thôi nè. Lấy chuồng phú, lấy chuồng bỏ vô cho coi đi phú. Đang quay một bộ phim này coi. Giống không chết không? Ừ. Không biết. Tên con gì nè? Giống không chết không? Giờ mình ăn gì đây nè? Ăn lúa quá. Thì nó chắc ăn lúa ăn đồ rồi. Cái giò này giống con vịt à? Vậy? Rồi dở lòng ra đi bỏ nó vô. Dở cái này ra tao phải ăn lúa đi lúa cho nó ăn. Thôi để tạm đi tạm đi dở mình này thôi. Đó. Rồi dở vô bỏ vô. Sáng không? Sáng không? Quay quay cho sáng. Sáng sáng. Mình quay mặt nữa rồi. Chị mặt tiếu ghê. Cái ánh sáng này. Giờ chim. Giờ hạt dịch luôn. Rồi đứng rồi nè, đứng rồi. Quay chủ nó đây chứ. Chủ bắt mới bắt thì hơn nè. Đưa vậy đây nó mít ra cái là đồ ăn nó mít đi. Đẹp không? Thôi con đứng lên nè. Sợ. Đứng gần như chim bánh cục. Dùm đặt chim bánh cục đi. Chứ giờ biết tên gì đặt. Lỡ quá hết rồi. Bằng giò anh. Bằng giò hay bằng giò dịch chim? Bằng giò dịch. Đứng lên kia. Con lạ mốt xuống con mua, tặng tao mua trả giá. Bán mặt tiểu quá. Ờ cái này mà nó đứng lên là họ đặt chim bánh cục liền á, nó bị nó không có đuôi nè, nó cục. Không phải chim cục mà nó con lạ nè. Không có đuôi luôn. Con chim này đỏ thiệt. Cái này lên chắc đẹp lắm ha. Đứng lên cái cây cho nó đứng lên cái gác à. Cây giống như cái chân. Đứng cây được không? Nó đứng được không? Nó nằm giống con vịt nha. Đó nó không đứng đâu không? Đi nha. Đi nha ừ. Đó nó nằm giống con vịt nha này. Thấy không? Cây không được rồi chắc không đứng cây quá. Nó nằm tại bãi vậy giống con vịt nha. Chim vịt rồi. Chim vịt. À, chim là vịt nè. Chim là vịt mà. Thiệt nhìn ý hạt nhìn nữa. Chim là vịt các bạn ơi, con mình ở giò vịt nhưng mà cổ cũng đúng. Có con này. Có con này nè. Mình dịch mà đó. Cổ cũng đúng. Cổ cũng đúng vậy hả? Ờ. Giờ dịch rồi. Nó nhận vàng. Gió bắt này đâu đi. Lạnh. Nó không đứng được mà. Sao mặt đứng hai nữa. Lỗi nữa. Ủa nó bay được mà phải không? Ừ, nó bay đó nè. Nó dính. Ủa con gì ngộ rồi nhắm mình chân dịch. Nhìn gì vậy? Nhìn mặt ngáo ghê. Thôi. Cao cao lên. Cao rồi đó. Bà này lại đứng ở Kiền Phú quay luôn rồi họ xuống coi lên mạng cái. Tiền phố hồi nó đăng lên đưa lên à. Bán 1 triệu bạc. Món gì lạ. Có vàng hay đăng lên đưa.
Cô các bạn ơi, cô đang đặt tên dùng cái con này đây. Chứ giờ biết tên con gì? Chú chịu à? Chú chịu. Đây cái giò. Bàn giò khét kìa. Nằm y hệt dịch luôn. Cũng dạng ha. Dạ. Con này giống nuôi khôn không à? Bỏ tép rồi, em hiểu quá vậy rồi bỏ tép không mà cái thứ khác bỏ tép con nó phải chủ nhân luôn đấy, dạ phải. Dừng nha. Kiếm chiều. À, nếu biết đặt tên giùm mà nha. Ok. Rồi, ok.